đề xuất công khai đối tượng bỏ cọc khi đấu giá đất. Đề xuất trên được Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân nêu ra trong bối cảnh việc lập công khai quy hoạch các khu vực phát triển nhà ở chưa được thực hiện bài bản minh bạch đã tạo điều kiện để các đối tượng đầu cơ đất đai. Các địa phương vẫn còn thiếu sự chủ động trong việc tạo quỹ đất, đấu giá dẫn đến nhu cầu đất ở, nhà ở của người dân không được đáp ứng trong thời gian dài điều này đã dẫn đến hiện tượng một số người tham gia đấu giá đất không có nhu cầu thực và đẩy thổi giá cao rồi bán lại ngay để thu lợi hoặc tạo mặt bằng giá ảo với các khu vực xung quanh thậm chí sau khi đấu giá họ không nộp tiền sử dụng đất đúng thời hạn có dấu hiệu bỏ cọc gây dư luận không tốt do đó đại diện bộ tài nguyên và môi trường đề xuất giải pháp công khai đối tượng bỏ cọc nhằm hạn chế các đối tượng lợi dụng đấu giá đất để trục lợi thổi giá gây nhiễu loạn thị trường bất động sản Đồng thời, Thứ trưởng Lê Minh Ngân kiến nghị chính phủ, thủ tướng tiếp tục chỉ đạo các địa phương khi tổ chức đấu giá đất phải công khai quy hoạch, điều chỉnh bảng giá đất. Ngoài ra, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cũng đề xuất tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm đối với các cơ quan quản lý nhà nước và đối tượng sử dụng đất, trước hết là đẩy mạnh kiểm tra việc tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2024. Trước đó, đề xuất công khai người bỏ cọc đấu giá đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các huyện thực hiện trong bối cảnh hoạt động đấu giá đất ngày càng diễn ra với quy mô lớn trên địa bàn. Theo chỉ đạo của Hà Nội, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải lập danh sách các trường hợp trả giá cao hơn thị trường để chúng đấu giá nhưng không nộp tiền. Danh sách này sẽ được công khai trên trang thông tin của các huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường. Cùng với đó, công an thành phố có trách nhiệm phát hiện vi phạm trong công tác đấu giá đất, đồng thời đề xuất giải pháp ngăn chặn hoặc hạn chế việc tiếp tục tham gia đấu giá đối với các trường hợp đã từng tham gia đấu giá trả giá cao bất thường để chúng đấu giá nhưng sau đó không nộp tiền. Đối với nhiệm vụ xây dựng các văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương với 59 nội dung được Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành giao quy định chi tiết Tất cả hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các tỉnh đều đã tập trung nguồn lực và bắt tay ngay vào việc xây dựng các văn bản. Đến nay thì đã có 50 trên 63 tỉnh thành phố đã ban hành một số văn bản quy định chi tiết thi hành luật đất đai. Tuy nhiên, chưa có địa phương nào ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Một số địa phương chưa ban hành văn bản nào để triển khai thực hiện. Trong 50 trên 63 tỉnh, thành phố đã ban hành văn bản thì chỉ có tỉnh Hải Dương ban hành đầy đủ các nội dung được giao quy định chi tiết trong luật. Các địa phương còn lại, nội dung ban hành chủ yếu liên quan đến bồi thường hỗ trợ tái định cư, quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, điều kiện tách thửa hợp thửa. Có 13 tỉnh, thành phố chưa ban hành văn bản gồm Cao bằng, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Nông, Tiền Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau, Phú Yên, Bình Phước và An Giang. Tuy nhiên, qua theo dõi nắm bắt tình hình, phản ánh của cơ quan thông tin và báo cáo của các địa phương, việc tổ chức thi hành còn có một số điểm nổi lên như sau. Về tiến độ ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2024 theo thẩm quyền của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, đối với các địa phương do đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho địa phương nên số lượng các nội dung giao cho địa phương quy định nhiều trong khi các địa phương đều hạn chế về nguồn nhân lực thời gian kinh nghiệm mặc dù đã tích cực chủ động nhưng đa số địa phương còn khó khăn lúng túng nên chưa ban hành kịp thời đầy đủ các văn bản triển khai thi hành luật thuộc thẩm quyền vì vậy chưa tạo hành lang pháp lý đầy đủ đồng bộ chưa phát huy tối đa hiệu lực hiệu quả của các quy định đổi mới của pháp luật đất đai chưa giải quyết kịp thời các yêu cầu của người dân doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai. Về điều chỉnh bảng giá đất để tiếp tục áp dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, vướng mắc liên quan đến điều chỉnh bảng giá đất theo quy định tại khoản 1 điều 257 luật đất đai năm 2025, bảng giá đất theo luật đất đai năm 2013 được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của luật đất đai năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương. Đây là quy định chuyển tiếp nhằm giúp các địa phương thực hiện lộ trình từng bước xây dựng bảng giá đất theo luật đất đai năm 2024 để áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, tránh cú sốc tăng giá đột biến ảnh hưởng đến quyền và lợi ích nghĩa vụ của người sử dụng đất. Tuy nhiên khi tiến hành điều chỉnh bảng giá đất hiện hành, nếu các địa phương không xem xét thận trọng kỹ lưỡng, đánh giá tác động một cách đầy đủ thì sẽ xảy ra trường hợp bảng giá đất điều chỉnh có chênh lệch rất lớn so với giá đất bảng giá đất hiện hành. Đặc biệt là tại các địa phương trong suốt quá trình từ năm 2021 đến năm 2024 không có hoặc không thường xuyên điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 này khi thực hiện điều chỉnh lại Điều chỉnh với mức chênh lệch lớn khiến người dân doanh nghiệp phản ứng vì số tiền họ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai sẽ tăng cao so với khi áp dụng bảng giá đất cũ. Việc điều chỉnh bảng giá đất là nhiệm vụ thường xuyên được quy định xuyên suốt từ Luật Đất đai năm 2013 đến nay. Đối với các địa phương có sự điều chỉnh bảng giá đất đúng theo quy định của Luật Đất đai 2013 đã đảm bảo giá đất trong bảng giá đất tiệm cận với mặt bằng thực tế tại địa phương thì việc áp dụng khoản 1 điều 257 Luật Đất đai năm 2024 không có vướng mắc, không ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Qua theo dõi chỉ có 52 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có điều chỉnh bảng giá đất theo Luật Đất đai năm 2013. Như vậy, vấn đề này không phải vướng mắc từ chính sách quy định của pháp luật mà vướng mắc này là xuất phát từ khâu tổ chức thực hiện chưa tốt của một số địa phương. Về công tác đấu giá quyền sử dụng đất việc lập công khai quy hoạch các khu vực phát triển nhà ở chưa được thực hiện bài bản công khai minh bạch tạo điều kiện để các đối tượng đầu cơ đất đai các địa phương thiếu sự chủ động trong việc tạo quỹ đất để đấu giá dẫn đến nhu cầu đất ở nhà ở của người dân không được đáp ứng trong thời gian dài một số đối tượng tham gia đấu giá đất không thực sự có nhu cầu về đất ở nhà ở mà chủ yếu đầu cơ thao túng giá thông qua việc đẩy giá cao thổi giá và bán lại ngay để thu lợi hoặc tạo mặt bằng giá ảo đối với các khu vực xung quanh. Thậm chí sau khi đấu giá, một số đối tượng chưa nộp tiền sử dụng đất đúng thời hạn theo quy chế đấu giá, có dấu hiệu bỏ cọc, gây dư luận không tốt tại một số địa phương. Bên cạnh đó, các trường hợp sử dụng bằng giá đất chưa kịp thời điều chỉnh thấp hơn nhiều so với mặt bằng giá đất thực tế, dẫn đến giá chúng đấu giá và giá khởi điểm có sự chênh lệch lớn, cũng thu hút nhiều đối tượng tham gia đấu giá để kiếm lời. Qua nắm bắt tình hình nêu trên cho thấy, những vấn đề nổi lên trong thời gian qua xuất phát từ khâu tổ chức thực hiện chưa tốt ở một số địa phương. Vì vậy, cần tăng cường lãnh đạo chỉ đạo trong công tác tổ chức thực hiện để hạn chế bất cập vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện luật đất đai. Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo một số nội dung tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương tập trung nguồn lực khắc phục khó khăn nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu để tập trung xây dựng hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền đồng thời đẩy mạnh công tác tập huấn tuyên truyền phổ biến rộng rãi thường xuyên liên tục đến tất cả các cấp các ngành người dân doanh nghiệp để đảm bảo cơ sở pháp lý và tạo sự đồng thuận thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện quan tâm chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi hành luật đất đai có hiệu quả tại địa phương bao gồm tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu, ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật đơn giá sản phẩm. Chuẩn bị tốt các điều kiện về nguồn lực cơ sở hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai để xây dựng bảng giá đất theo quy định của luật đất đai 2024, có đánh giá tác động, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan trong quá trình xây dựng bảng giá đất để áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Trước mắt, khẩn trương giả soát bảng giá đất đã ban hành theo luật đất đai năm 2013 để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương và chuẩn bị các điều kiện để xây dựng bảng giá theo luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 trong quá trình điều chỉnh phải phân tích đánh giá tác động, có lộ trình phù hợp, tổ chức lấy ý kiến các đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan để đảm bảo sự đồng thuận của cơ quan thẩm định và các đối tượng chịu tác động, hạn chế phản ứng bất bình, thiếu đồng thuận trong xã hội. Các địa phương khi tổ chức đấu giá đất phải công khai quy hoạch, điều chỉnh bảng giá đất, công khai đối tượng bỏ cọc nhằm hạn chế các đối tượng lợi dụng đấu giá đất để trục lợi, thổi giá, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ quan quản lý nhà nước và đối với những đối tượng sử dụng đất. Trước mắt, đẩy mạnh kiểm tra việc tổ chức thi hành luật đất đai 2024 tại các địa phương.